tiền, bao tiền đây này, để em đưa. Bao tiền, bao tiền. Hả? Không đáng bao nhiêu cả, đi thử xem ăn vừa không? Đi thử đi xem nào. Đây còn chuẩn bị tất luôn hả? Không phải chuẩn bị. Đấy à. Chị biết em thích đi size nào, màu nào à? Thì chắc chị nhìn cho dép em đoán cũng tầm 41-42 rồi. Thế để trưa nay sang liên hoan đôi giày cả. Thôi đừng có trêu, đừng có khoe bọn đấy, khoe bọn đấy tôi chỉ không gặp đâu nữa rồi đấy. Khoe gì thì nói chuyện thì bây giờ mình có niềm vui thì mình phải chia sẻ cho mọi người chứ. Nó lại trêu, hai đứa nó lại trêu chứ. Trêu gì? Hai đứa nó biết được nó trêu. Mình có niềm vui mình phải san sẻ chia cho mọi người chứ bây giờ chẳng cái này ấy, đấy giữ mình. Không là chọc. Có cái gì đâu mà khoe. Có gì đâu. Vào quán nước hiện ra đây trời. Ở đây gần đây thì bảo em ra ngoài này chỉ có tí gì. Ra đây nắng này, ra đây quán nước thì không nước ra. Lại phải đi ra mãi đâu. Đi xa. Em dắt cà phê hay là trà sữa? Không à, sữa gì mà sữa. Ở gần nhà đây thì chị đấy thì không vào nhà thì bảo ra đây, sao có gì nào bảo ra. Chị đang bảo là mọi lần em ở nhà em chả thấy em đi giày ấy, toàn thấy đi dép thôi. Đôi dép mòn hết cả rồi. Dép mòn hết cả rồi. Chị nhìn biết mà bảo mòn dép. Ở nhà thì đi dép cho nhà có giày tiện. Chưa? Mà... Nhà có không? Đôi giày chị đang bảo là có cái này muốn tặng cho em. Không biết có em có ưng không nữa. Cái gì đấy? Thì cứ cầm đi rồi xem là biết thôi. Cái gì? Giày á? Ấy. Bảo là toàn thấy em đi dép ấy. Bao tiền đâu này? Đáng bao nhiêu đâu. Em thử xem có vừa không? Thử thôi. Thử xem có vừa không? Thôi chị có tiền đâu mà ấy. Thôi cầm này cầm lại. Tiền đâu mà mua mà cũng như mua giày cho em đấy. Đáng bao nhiêu đâu. Có lấy được rồi. Ở nhà em thử đi xem nào. Nhưng mà sao tự nhiên lại đi mua giày cho em? Tại vì thấy em toàn đi dép thôi. Cái đôi dép này cũng sắp. À rồi. Kiểu là đi thử xem nào. Thế nhưng mà là muốn là lần hẹn hò tới là đi giày đúng không? Hẹn hò cái gì mà hẹn hò. Bảo là thấy không cần đi dép ấy, không thấy đi sao giày. Đi dép mà. Em thử xem nào. Ở đây có đôi tất đây này. Ừ. Con này nó được tặng luôn đôi tất. Nhưng mà bao tiền đôi này để em đưa. Bao tiền, đâu mà bao tiền. Hả? Không đáng bao nhiêu cả, đi thử xem anh? Vừa không? Đi thử đi xem nào. Đây này. Lại còn chuẩn bị tất luôn hả? Không phải chuẩn bị. Chị biết em thích đi size nào, màu nào à? Thì chắc chị nhìn cho dép em đoán cũng tầm 41-42 rồi. Em thử đi xem nào không có. Thì áo chị cầm đi. Biết cả mình đi size bao nhiêu không luôn. Không phải là biết mà là chị nhìn cho chị đoán em thế là ấy mà. Để ý đúng không? Để ý đúng không? Để ý gì? À. Cứ treo chị không đi thế nào. Ôi không vào nhà ra đây. Ôi, dạ. Sao mà trong nhà với mọi người. Ra đây đi. Nè. Nhưng mà tôi để cái dép nó không bẩn. Không có gì đâu, không có gì đâu. Lúc trả lại kiểu gì. Sao lại trả lại cái gì? Không ví dụ mà không vừa làm nào không tiện thì đâu cái này có đâu mà. Giày của em rồi à? Xem giày đúng không? Không, không xem. Không xem thì ai bảo? Không cần ai anh bảo. Anh Còi hay là Hoài bảo à? Còi với Ngoài ấy làm sao mà biết được không em biết. Đi sao bao nhiêu? Không biết, thì sao mà ấy được nhỉ? Để tí... Nó bảo bọn nó làm sao mà biết được. Tí nữa em sang em hỏi bọn nó là bọn nó chỉ cho chị biết em đi sai bao nhiêu hay sao mà chị mua giày đưa em ấy. Nó đừng cứ mà sang đấy trêu bọn nó lại trêu thì đúng rồi đây. Nhưng mà đừng có nó khoe bọn nó đấy, đừng khoe hai đứa đấy. Không khoe. Nó lại trêu chị là chị trêu gì? Không gặp em ở đâu đấy. thì bây giờ để cất giày nhà nhé. Không phải, đừng để cho bọn nó biết đừng có mà. Thế được rồi thì em sẽ không bảo là em sẽ nói bọn nó là em sẽ không bảo là chị mua đâu. Không trêu. Đừng có trêu bảo là em sẽ bảo bọn nó là để bọn nó biết nha. Thế nhưng mà đôi này xịn đấy. Đôi này chắc nhiều phết đấy. Lại cả tất trắng nữa. Tại vì
đi mua và đi luôn đấy. Thế là vừa rồi. Nhớ đúng vậy mà khoe với Hoài với Hùng Còi nha. À được thì em hỏi thôi, có khoe gì đâu, hỏi là xem được. Bọn nó lại trêu đấy. Trêu thì sợ ngại à? Ngại thì ngại nhưng mà nó trêu đấy. Lần sau là chị không gặp em nó đâu đấy. Ngại đây mua thì còn ngại đấy. Ai chà, vừa phết này. Thì sao đôi dép này nằm nào? Thì cầm đi ở nhà thôi, em đi chơi đi đâu thì em đi, ai à, biết được. Em nhưng mà em hỏi thật, đôi này bao tiền? Mấy chục á, mấy chục mua em mấy chục đôi cả. Để em hoặc là em đến em mua cả shop luôn, về bán cho đôi rẻ. Nó rẻ, cái này rẻ mà. Rồi, này. Lại cả đất trắng luôn này. Đấy thật, đỉnh thật luôn này. Đôi này phải chắc cả triệu ấy, tiền đâu mà nhiều đấy. Mà triệu à? Rẻ tiền được không, bỏ cho tăng tối đấy này, bỏ tăng tối nữa về tiền đâu mà ấy thế. Nhưng mà nhớ nha, không được khoe hai đứa kia đâu nha. Khoe á? Chị bảo không, em sẽ bảo là bảo nó là em sẽ không bảo là chị mua đâu, em bảo là ấy thôi. Thật biết mình đi xa bao nhiêu luôn. Thế là biết nhìn chân tháng là biết. À cái này là đôi giày là kiểu biểu tượng cho bước đi, kiểu chúng ta sẽ đồng hành đi với nhau. Cái gì mà bước thôi được lâu dài nó hơn. Đi dép là sẽ kiểu nhanh mỏi và thỉnh thoảng bỏ ra đấy. Cái gì cả mà là chị không thấy em đi giày bao giờ cả, chắc bảo không có giày nên chị mua tặng em thôi. Hay là thấy hôm trước em mua áo chị nên là chị mua cái này giày để ấy à? Không, thôi, trả cho nó hòa, hả? Đúng không? Hòa, cho nó hay là gì? Thì sao? Thì sao là tự nhiên mua? Hôm nay không phải là ngày gì nhá? Sinh nhật không phải này, ngày phụ nam không phải này, không phải là ngày gì, Valentine cũng không phải này. Thì là ngày gì mà lại mua từ mua giày tặng? Có cái gì đâu, tại vì chị thấy nó đẹp nên vậy chị mua ấy. Có ý gì với em đúng không? Ý gì, chả có ý gì cả. Thế thì nói như nào? Ngại gì đây, có ai đâu nè, chả có ai, nói nào? Có cái gì đâu mà nó không có gì, chị thấy nó đẹp thế chị mua thôi. Đơn giản là vậy hết, chắc không hết. Không có gì cái gì trời, không tin đâu, em không tin đâu. Nó đi vừa là tối nay mà không thôi. Chỉ đang sợ nó chặt phòng, nó chặt thế để trưa nay sang liên hoan đôi giày cả. Thôi đừng có trêu, đừng có khoe bọn đấy, khoe bọn đấy tôi chỉ không gặp đâu nữa. Khoe gì thì nói chuyện, thì bây giờ mình có niềm vui thì mình phải chia sẻ cho mọi người chứ. Nó lại trêu, hai đứa nó lại trêu chứ. Trêu gì? Hai đứa nó biết được nó trêu. Mình có niềm vui mình phải san sẻ chia cho mọi người chứ, bây giờ chẳng lẽ lại ấy, lại giữ mình không là chọc. Có cái gì đâu mà khoe. Có cái gì đâu. Có cái gì đâu mà khoe bọn đấy lại trêu chứ. Có ý gì với em đúng không? Nói xem nào. Có ý gì lại có cái gì lại trêu nữa. Chào nó, chị đi thôi, chị đi về. Đi là gì? Thế thôi, để trưa nay lên nhà nhà ăn cơm đi. Thôi không, chị đi về để chị ăn. Đi, đi về đến cơm. Chị nấu nhà rồi, một mình ăn. Em hai người nhà thôi, có hai người. Về đến giờ cũng chưa nấu cơm gì đâu. Nếu chưa thì không nấu cơm gì rồi đấy. Nhưng bây giờ thì mua đôi giày xong không về thì nghe thì không đi rửa giày à? Chị đi về đấy. Đi rửa giày à? Có giày gì đâu mà rửa chứ gì? Chào nó ngoài, chị đi về nhá. Vâng. Vâng, thế em cảm ơn nhá. Cái gì đâu mà cảm ơn. Nhớ bà đừng khoe của nó nha. Ok.